chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hội để tiếp tục những clip về mẹo thủ thuật. Thì hôm nay Hội sẽ chia sẻ mọi người hai cách bật 90 fps dành cho tất cả các dòng điện thoại mà không bật được không. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Thì có hai cách. Cách đầu tiên đó là các bạn sử dụng một cái file kích 90 fps nha. Thì cái file này mình có để cái link phía dưới phần mô tả video, các bạn có thể nhấn vào cái link đó để các bạn tải cái file này về nha. Rồi thì mình sẽ vào cái link đó, các bạn chỉ cần ghé vào link phía dưới phần mô tả video nha. Thì khi mình nhấn vào link á, thì các bạn sẽ thấy một cái thông báo nè, vui lòng đợi 60 giây. Thì các bạn đợi hết 60 giây thôi nha, thì nó sẽ dẫn đến trang nhấn vào cái link download, các bạn tải trực tiếp vào luôn, không có virus gì hết, các bạn yên tâm. Web này là web của mình, web sạch 100% nha các bạn nha. Rồi mình sẽ đợi tua nhanh với cái đoạn này nha. Rồi đấy, thì sau khi hết 60 giây thì nó chuyển trực tiếp sang cái link. Có một cái link download ở đây, link tải về đây, các bạn nhấn vào chỗ download cho mình nha. Thì nó sẽ chuyển sang trang media file, rồi các bạn tải cái file này về cho mình nha. Đấy, thì cái phiên bản này là dành cho phiên bản PUBG Mobile mới nhất nha các bạn nha. Thì mình hồi nãy mình mới vừa vào thì mình thấy là PUBG Mobile nó mới có một cái phiên bản á. Thì phiên bản đó thì mình để fix rồi cho nên là dùng được cái file này nha các bạn nha. Cái file này mình đã fix rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên trên CH Play để mình tải về một cái ứng dụng đó là ZArchiver nha các bạn nha. Thì các bạn tìm, nếu mà các bạn có rồi thì không sao, các bạn nhấn mở lên cho mình, còn chưa có thì tìm sao ra cái ứng dụng này, sau các bạn cài cho mình, sau đó các bạn nhấn mở lên. Rồi thì các bạn sẽ vào trong một cái thư mục download nha, cái thư mục là tải file về lúc nãy á, thì các bạn sẽ thấy cái file gọi là 90 fps đây, kích 90 fps PUBG Mobile VN, Hội mẹo và thủ thuật là kênh, trên tên kênh của mình. Các bạn nhấn vào một cái cho mình nha, nhấn vào cái tên file đó, nhấn vào nhẹ một cái, rồi sau đó thì các bạn chọn là dạ nén vào tên lưu trữ nha, cái dòng số 3 nè, các bạn nhấn vào cho mình. Rồi thì nó sẽ dạ nén ra một cái thư mục đây, cái 90 fps PUBG Mobile VN, các bạn nhấn vào. Rồi các bạn nhấn giữ vào cái thư mục file này cho mình nha, nhấn giữ 2 giây, rồi các bạn chọn sao chép nè. Rồi sau đó các bạn sẽ vào trong cái mục này, các bạn nhấn vào. Rồi các bạn thấy hiện bộ nhớ thiết bị, nó sổ xuống hiện bộ nhớ thiết bị, các bạn nhấn vào đó. Rồi các bạn vào thư mục gọi là Android cho mình, rồi các bạn vào thư mục DT cho mình. Đấy. Thì tùy cái game PUBG Mobile các bạn chơi là server nào thì các bạn chọn cái thư mục đó nha, tên Sen Global hoặc là PUBG Mobile VN để các bạn là chọn, kéo xuống phía dưới. Đây các bạn thấy com.vng.PUBG Mobile thì đấy là bản PUBG Mobile của VNG các bạn, của Việt Nam, các bạn chọn theo mục đó cho mình. Rồi sau đó các bạn thấy cái nút xanh xanh nào, các bạn nhấn vào cho mình đó, thì nó sẽ vừa copy xong mà nó dán rồi các bạn, là xong rồi, xong rồi có một can thiệp vào file của cái game rồi nha. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần vào game chơi thôi ha. Thì cái file này mình để cập nhật cho cái phiên bản PUBG Mobile mới nhất rồi, các bạn yên tâm nha, nó tương thích luôn cho phiên bản PUBG Mobile mới nhất. Và cái thứ hai là cái file này là cái file no reset, nghĩa là nó không có reset lại cái cấu hình kích 90 fps, cho nên là mỗi khi các bạn thoát game ra các bạn vào lại thì cái 90 fps này nó vẫn còn hiện trong cái game này ha. Thì cái tính năng này nó vẫn còn, nó không có bị xóa sau mỗi lần các bạn đăng nhập vào lại ha. Rồi thì các bạn sẽ xem mình có 90 fps cho nha. Đấy, thì các bạn sẽ vào trong cái mục gọi là cài đặt nha, anh nhấn vào đây cài đặt nè. Rồi các bạn vào trong đồ họa nè, đấy các bạn thấy có 90 fps chưa, 90 khung hình trên giấy đây chưa. Đấy, thì có cả ultra nữa nè, ultra này nọ là quốc, tại vì cấu hình máy của mình là dùng được ultra HD luôn, cho nên là mình có thể dùng được cái này nha các bạn nha, hoặc là UHD. Đấy, thì tùy vào mình đang có Ultra HD thì mình nhắn tải về cũng được, mình dùng mình chơi luôn 90 fps luôn, quá là kinh khủng luôn các bạn. Rồi thì bây giờ tiếp theo mình hướng dẫn các bạn là sử dụng một cái ứng dụng đó là GFX để mà các bạn kích 90 fps. Thì cái ứng dụng này nó sẽ hầu hết là nó chỉ tương thích cho những Android mà 11, Android hệ 11 hệ phiên bản là 11 trở lên, phiên bản là 11 trở lên. Và cái này thì nó phù hợp, GFX thì nó kích 90 fps cho những có hình máy là nó mạnh xíu nha các bạn nha. Chứ còn cái cách đầu tiên thì mình dùng cho các máy yếu thì ok. Còn cách thứ hai này dùng cái GFX này thì dùng cho những máy có hình mạnh hợp lý hơn. Rồi thì các bạn sẽ nhấn vào cái link phía dưới phần mô tả có cái tên là GFX nha. Đây thì khi mà nhấn vào cái link của cái file GFX, cái ứng dụng GFX thì các bạn sẽ thấy vào lại cái trang web của mình. Thì các bạn vui lòng đợi cho mình 60 giây nha. Còn thấy quảng cáo thì click quảng cáo ủng hộ mình cái nha. Đấy, thì cái file này ở cái ứng dụng GFX này thì nó phù hợp với cái máy mạnh, nó là tốt. Thì bây giờ mình sẽ đợi hết 60 giây xong mình tải về mình hướng dẫn các bạn cài nha. Rồi thì sau khi đợi hết 60 giây thì các bạn thấy cái link tải về đây không? Các bạn nhấn vào chữ download nha, nhấn vào chữ download. Rồi thì nó sẽ dẫn sang cái trang cài đặt cái ứng dụng GFX Tool này luôn, các bạn nhấn cài đặt cho mình nha. Đấy, thì ứng dụng này cũng nhẹ à, cài nhanh lắm rồi, có 3 MB mà. Đấy, thì sau khi cài xong các bạn nhấn mở cho mình nha. Đấy, nhấn mở cho mình, rồi các bạn nhấn cấp phép cho nó nha, các bạn nhấn cho phép. Rồi thì cái ứng dụng này thì nó sẽ cung cấp cho rất là nhiều cái phiên bản game PUBG Mobile server khác nhau, ví dụ như bản global nè. Đấy, hoặc là các bạn chọn lại ha, các bạn chọn lại là cái bản VN để các bạn chọn là 1.5x VN nha. Đấy, rồi sau đó thì trong cái phần resolution thì các bạn có thể chọn tùy. Đấy, thì các bạn chọn thấp hoặc cao tùy nha các bạn nha. Đấy, thì FPS thì các bạn sẽ quan trọng cái phần này nè, cái phần FPS ở đây nè, các bạn chọn 90 FPS cho mình nha. Đấy, rồi ok, sau các bạn nhấn accept nha, nhấn đồng ý, ok, nhấn accept, sử dụng cho mục này, ok, cho phép. Đấy, accept lần nữa này, có quảng cáo thì các bạn tắt quảng cáo ở dấu X ở phía trên cùng bên phải nha. Sau khi accept xong thì các bạn nhấn run game thì nó sẽ chạy game cho các bạn nha, nó chạy game và nó kích 90 FPS cho các bạn luôn. Đấy, thì mình sẽ vào game cho các bạn xem nè. Rồi các bạn vào trong phần cài đặt nha. Đấy, các bạn vào phần đồ họa nè. Đấy, giờ các bạn thấy có 190 của mình như vậy đây không, hợp lý không, hợp lý đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xóa hai cái này nha, xóa cái file cũng như là xóa cái ứng dụng. Thì xóa ứng dụng là dễ lắm các bạn. Đấy, xóa ứng dụng là dễ lắm. Thì các bạn sẽ vào trong cái danh sách ứng dụng của các bạn hơn. Các bạn thấy cái GFX Tool này không? Các bạn nhấn giữ vào cái tên ứng dụng này, sau đó bạn kéo, các bạn chọn là thông tin ứng dụng nha. Thì nhấn giữ vào, các bạn chọn thông tin ứng dụng. Rồi trong cái phần thông tin ứng dụng các bạn thấy một cái mục gỡ cài đặt nè, các bạn chọn vào gỡ cài đặt cho mình là nó sẽ xóa cái ứng dụng GFX Tool sạch khỏi máy. Rồi tiếp theo cái file, cái cách một mà mình hướng dẫn các bạn thì đối với các bạn nào mà không muốn dùng cái file đó nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa luôn nha. Các bạn sẽ vào ZArchiver này. Đấy, các bạn nhấn vào đây thôi, nhấn vào trên này, các bạn chọn bộ nhớ thiết bị, rồi các bạn vào lại một cái Android cho mình nha. Rồi các bạn vào một thư mục data cho mình, rồi các bạn vào lại cái thư mục tên game lúc nãy nha, com.vng.pubg mobile nha. Rồi các bạn chọn vào thư mục file nè, các bạn chọn vào thư mục UE4 game, rồi các bạn chọn vào thư mục shadow checker extra, các bạn chọn tiếp vào thư mục shadow checker extra, rồi các bạn chọn vào thư mục gọi là save. Rồi trong thư mục save này các bạn chọn vào thư mục đó là BAKS nha. Rồi trong cái thư mục BAKS thì các bạn sẽ tìm đến thư mục có đuôi file là BB6 nha. Đấy, cái đuôi file mà game BB6 này nè và có dung lượng là 5,2 KB thì các bạn nhấn giữ vào cái tên file đó cho mình, nhấn nhẹ 2 giây, nhấn giữ nhẹ 2 giây, các bạn chọn là xóa. Rồi ok, vậy là xong rồi các bạn. Ok, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách làm sao chúng ta có thể là dùng cái hai cách là cài file cũng như là cài ứng dụng để có thể kích lên tốc độ của mình là 90 FPS trên giây nha các bạn, để các bạn chơi game PUBG Mobile mượt mà hơn nha các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip mình hay quá thì hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để thuật toán YouTube đề xuất video của mình nó nhiều hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông để theo dõi clip mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.